Đây là bản tin VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ trên Internet và truyền hình vệ tinh sáng ngày 22 tháng 8 năm 2017. Anton kính chào quý vị. Bộ xử Việt Nam mới tôn trọng quá khứ và vì lợi ích quốc gia. Phải chăng vụ bán dâm nghìn đô la là lái dư luận Việt Nam? Philippines giải cứu thuyền viên Việt từ tay phiến quân. Và nhiều tin khác nữa, mời quý vị theo dõi chi tiết. Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam mới phát hành bộ sách lịch sử Việt Nam được cho là chứa đựng thông tin chân thực, khách quan về Việt Nam Cộng Hòa và cuộc chiến tranh với Trung Quốc. Ông Trần Đức Cường, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam cho biết bộ sử nói kỹ hơn nhiều về hai cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc và biên giới Tây Nam. Ông Cường chỉ ra rằng các sách sử trước đây dùng các từ ngụy quân, ngụy quyền để nói về Việt Nam Cộng Hòa, nhưng bộ sách mới viết là chính quyền Sài Gòn và quân đội Sài Gòn. Nhà sử học Dương Trung Quốc nói: Tôi cho rằng đây việc làm này không phải một sự đảo lộn gì ghê gớm, mà vấn đề nhận thức lại cái quá khứ ấy trên cái cơ sở chính cái lợi ích của hiện tại. Thì tôi cho cái việc viết như thế không phải chỉ là vấn đề là ứng xử với quá khứ mà ứng xử với chính cái hiện tại này. Và tôi cho như thế nó công bằng, có một cái sự tôn trọng nhất định, nó thể hiện một cái thái độ không phải chỉ là cởi mở hay khoan dung, mà thực sự là một cái nhận thức rất thực tiễn. Thì tôi cho đây là một cái việc làm mà vì nó thể hiện trong cái bộ sử, cho nên nó cũng là một cái thể hiện được cái quan điểm của người dân Việt Nam hiện tại đối với những về quá khứ. Ông Quốc nói công nhận Việt Nam Cộng Hòa là điều thiết yếu trong việc khẳng định chủ quyền. Một trong những cái cơ sở của cái chủ quyền chúng ta là cái cơ sở lịch sử, là cái tính liên tục trong cái quản lý nhà nước. Thì từ thời các chúa Nguyễn chúng ta có bằng chứng, đến thời hoàng đế Gia Long chúng ta có bằng chứng, thì tất cả những đoạn lịch sử sau nó là sự nối tiếp kế tục của nhau. Cho nên nó phải có đủ cái tiếng nói đại mang tính đất đại diện của lợi ích quốc gia, chủ quyền dân tộc. Thì cái sự công nhận đấy nó cũng thể hiện là cái sự tôn trọng những cái giá trị ấy mà mỗi thế hệ, mỗi một cái triều đại hoặc là mỗi cái thể chế nó có những đóng góp nhất định cho cái lịch sử chung của dân tộc. Vụ bắt giữ Hoa Khôi cầm đầu đường dây bán dâm nghìn đô ở Việt Nam bị nhiều người coi là để hướng dư luận khỏi vụ Trịnh Xuân Thanh, trạm thu phí BOT hay sức khỏe của Chủ tịch Trần Đại Quang. Theo video trên Facebook của Người Lao Động TV, vào hôm 17 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra TP.HCM cho biết vừa khám phá thành công đường dây môi giới mại dâm cho các người mẫu diễn viên bán dâm với giá từ 700 đô đến 2.500 đô la một lần xảy ra tại TP.HCM. Luật gia Nguyễn Đình Hà cũng cho rằng có thể là có thế lực nào đó đang lái dư luận khỏi các vấn đề nóng. Cái chuyện mua bán dâm mà hàng nghìn đô thì không phải là bây giờ mới có, mà nó có từ trước đó rất là lâu rồi. Có khả năng là cái việc này là có một sự dàn dựng sắp xếp ở đó. Trong cái tình hình hiện tại ở xã hội Việt Nam ấy thì đang có rất nhiều cái sự kiện mà nóng như việc bắt giữ Trịnh Xuân Thanh hay là các cái trạm cai BOT ở Cai Lệ đang thu hút sự chú ý của độc giả, của dư luận của trong xã hội. Do vậy là cái việc mà tung lên cái thông tin về mua dâm đó thì có thể là kéo cái thu hút của dư luận về cái hướng đó. Câu chuyện trên cũng khơi lại chủ đề cho phép những người bán dâm hoạt động theo pháp luật. Xu hướng kêu gọi cái việc hợp pháp hóa mại dâm không phải chỉ có khi mà xảy ra vụ việc này, mà đã rất nhiều lần khi mà sửa đổi các bộ luật của Việt Nam thì đã có những cái tiếng nói kêu gọi như thế. Rất nhiều người ta mong muốn là cái vấn đề mại dâm thì được hợp pháp hóa, bởi vì nó có những cái điểm lợi ích. Thứ nhất là nó giúp hạn chế cái tình hình lây lan của các cái bệnh liên quan đến bệnh tình dục. Các cô gái mà khi đã được hợp pháp hóa như thế thì các cô sẽ được hưởng những quyền lợi được chăm sóc y tế, được khám định kỳ, được đóng bảo hiểm, được công nhận là một người lao động đàng hoàng, chứ không phải là trốn chui trốn lủi. Tiếp đến nữa là cái lợi ích về mặt thu ngân sách. Quân đội Philippines hôm 21 tháng 8 cho biết đã giải cứu một thuyền viên Việt Nam bị nhóm phiến quân Abu Sayyaf bắt làm con tin vào tháng 11 năm ngoái. Ông Đỗ Trung Hiếu, thành viên của tàu MV Royal 16, đã được Hải quân Philippines giải cứu hôm 20 tháng 8 trên đảo Mataja thuộc tỉnh Basilan, nơi nhóm trên đặt cứ địa. Ông Hiếu đã bị các phiến quân Abu Sayyaf bắt cóc ở gần đảo Sibago ở eo biển Basilan vào sáng ngày 11 tháng 11 năm 2016, Đô đốc Medina của Hải quân Philippines nói ông Đỗ Trung Hiếu sẽ được đưa đến bệnh viện quân đội để khám sức khỏe và phỏng vấn trước khi ông được đưa đến các cơ quan chức năng và cuối cùng là được trao trả cho chính phủ Việt Nam. Ngày 21 tháng 8, viên chức Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao Việt Nam cho báo Người Lao động biết phía Việt Nam vừa nhận được thông tin thuyền viên Đỗ Trung Hiếu được quân đội Philippines giải cứu.
Tháng 7 năm 2017, quân đội Philippines nói rằng phiến quân Abu Sayyaf đã chặt đầu hai thủy thủ Việt Nam là Hoàng Trung Thông và Hoàng Văn Hải. Hai người này bị bắt cóc cùng với ông Đỗ Trung Hiếu vào năm ngoái. Quân đội cũng đã cứu một thuyền viên khác là Hoàng Võ vào tháng 6 năm 2017. Chỉ trong 6 năm qua hàng loạt lĩnh vực kinh doanh và đầu tư sắc bén, giá trị số vốn ban đầu ông Trịnh Vĩnh Bình đưa về Việt Nam được nhân lên hơn 8 lần. Sự thành công của ông tạo ra sức cuốn hút không bình thường, đưa đến con đường lao lý, dẫn đến một vụ án Trịnh Vĩnh Bình lên đến Bộ Chính trị. Vụ án ông Bình đã tạo ra nhiều rắc rối ngoại giao giữa Việt Nam và Hà Lan, trong đó Hà Lan mạnh mẽ bảo vệ công dân Trịnh Vĩnh Bình của mình. Chính phủ Hà Lan đã có những can thiệp ngay từ đầu khi ông Trịnh Vĩnh Bình bị bắt. Chính phủ Hà Lan cũng rất là tốt. Họ rất là binh công dân, họ cực lực, họ phản đối, họ làm đủ hết. Rồi mấy ông giáo sư mà làm việc trong cơ quan nhà nước ở đây, rồi họ phản đối đến nỗi mà họ Bộ Ngoại giao Hà Lan gọi tòa đại sứ của Hà Lan về nước để mà phản ánh cái vụ này. Một số nhà ngoại giao Việt Nam cũng thừa nhận mối lưu tâm đặc biệt của chính phủ Hà Lan. Theo họ, Hà Lan xem đây là vụ vi phạm nghiêm trọng hiệp định đầu tư song phương giữa hai nước. Cựu đại sứ Việt Nam tại Hà Lan, tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng nói với VOA. Lúc tôi làm đại sứ Hà Lan đó, vâng ạ. Cái vụ này cũng đã là một cái obstacle trong quan hệ Việt Nam Hà Lan và tôi đã phải trực tiếp giải quyết. Tôi đã phải có cái connect giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Hà Lan, giữa chính phủ quốc hội hai nước và giữa rất là nhiều cái cơ quan khác nữa. Vị đại sứ cho biết, ông đã phải chịu rất nhiều sức ép từ Bộ Ngoại giao Hà Lan, đặc biệt là từ Quốc hội và một số nghị sĩ các đảng đối lập trong Quốc hội Hà Lan. Chẳng hạn, không ủng hộ việc thông qua các hiệp ước, đề nghị cắt giảm viện trợ, hay gửi các thông điệp gay gắt chất vấn quan chức Việt Nam khi họ đến thăm. Về phía Việt Nam, một số giới chức chính phủ, đặc biệt phía ngoại giao, cũng nỗ lực giải quyết ổn thỏa vụ này. Trong đó phải kể đến Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Thủ tướng Phan Văn Khải, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm. Ông Nguyễn Mạnh Cầm, trong cuộc trả lời phỏng vấn với VOA ngày 8 tháng 8 năm 2017, cho biết. Thế ý kiến chỉ đạo quan trọng của Thủ tướng lúc bây giờ là Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Bản thân tôi lúc bây giờ là Bộ trưởng là thành viên chính phủ. Thì cũng là kết nối và chỉ đạo Bộ Ngoại giao. Dù tốt chỉ đạo Bộ Ngoại giao, dù tốt chỉ đạo đại sứ Hà Lan được nhiều các ngành liên quan. Sau khi mọi nỗ lực đều bất thành, ông Trịnh Vĩnh Bình quyết định đưa vụ án ra Trung tâm Trọng tài Quốc tế. Ông Bình đòi chính phủ Việt Nam bồi thường 100 triệu đô la vì vi phạm Hiệp định Thương mại song phương. Phía Việt Nam gửi nhiều đoàn đàm phán đến làm việc với ông Trịnh Vĩnh Bình. Sau cùng, hai bên đạt được thỏa thuận ngoài tòa, bao gồm 3 điều khoản. Điều 1, ông Trịnh Vĩnh Bình cam kết chấm dứt hoàn toàn vụ kiện tại tòa trọng tài ở Stockholm, Thụy Điển. Điều 2, phía chính quyền Việt Nam hỗ trợ cho ông Bình 15 triệu đô la, miễn thi hành án tù và tạo điều kiện cho ông về nước thực hiện các dự án đầu tư. Khi ông Bình có đơn kiến nghị, chính phủ Việt Nam xem xét trả lại những tài sản hợp lý của ông Bình. Điều 3, chính phủ Việt Nam bảo đảm quyền cư trú, đi lại và làm ăn cho ông Trịnh Vĩnh Bình. Sau khi đã có thỏa thuận ngoài tòa, ông Bình tự thú nhận mình ngu và bị lừa. Và điều này dẫn đến vụ kiện lần thứ hai với yêu cầu bồi thường lên đến 1,25 tỷ đô la. Đến đây, mời quý vị theo dõi phần phóng sự tường trình từ Việt Nam. Hội An là cảng thị sầm uất nhất đằng trong ở những năm đầu thế kỷ 17. Với tên gọi khác theo phiên âm Nhật Bản là Phaipho, Hội An đóng vai trò trung tâm giao lưu và hội tụ các nền văn hóa Á Châu, đặc biệt là văn hóa Việt Nam-Nhật Bản. Những dấu vết văn hóa Nhật Bản còn sót lại trên thành phố du lịch Hội An hiện tại như một chỉ dấu để lần tìm ngược dòng lịch sử. Ngày hội giao lưu văn hóa Việt-Nhật tại thành phố Hội An được ví như một chương trình sân khấu hóa đường phố nhằm tái hiện những nét đẹp của thế kỷ 17 trong cái nhìn và không gian Hội An đương đại.
人を思いやる気持ちはとても大事です、でも日本人はそれを形にします。例えば礼をしますとか、形にしてやります。ベトナムの人は心にしまいます。でも考えてることは一緒だと思います。Về đại khái thì người Nhật Bản với người Việt Nam đều giống nhau ở rất là nhiều điểm. Nhưng mà cái cách biểu hiện tình cảm của người Nhật Bản á, thì họ biểu hiện ra bên ngoài. Còn của người Việt Nam á, thì họ cất giấu một cái tiền của họ. Nhưng mà xét chung thì giống nhau. Người tiêu tụi mọi người. Thầy nghĩ là nó rất hợp với mọi người. Thế bây giờ sẽ là chữ cái này thì cái này cả nè. Phải bỏ ra là cần một sự kiên nhẫn. Chữ tụi mọi người. Người tiêu tụi mọi người. Thầy nghĩ rất là hợp với những quốc gia đồng áo như là Việt Nam. Nhật Bản thì em thấy cảm thấy là về hóa. Nhưng mà Việt Nam là quốc gia hơn. Ví dụ như trong lúc chào hỏi người ta hoặc là trong lúc mà ăn cơm á, thì em luôn chú ý đến cách ăn của người Nhật cũng như cách chào hỏi của người Nhật, chứ không phải là cách chào người Trung Quốc hoặc là cách ăn uống người Trung Quốc. Biểu diễn võ thuật, chơi đẩy gậy giao lưu giữa trẻ em và thanh niên các nước, tổ chức đua thuyền giữa các nước, ẩm thực đường phố Việt Nhật, hội đèn lồng, hội hoa đăng, hội múa lân, tái hiện đám cưới giữa thương gia Nhật Bản với công chúa nhà Nguyễn ở thế kỷ 17, giao lưu âm nhạc, hội trống, hội vò, triển lãm ảnh về đất và người Hội An. Tất cả hòa quyện trong sắc màu văn hóa Việt Nhật. Có thể nói rằng mỗi năm, thành phố Hội An có hàng trăm ngày hội, nhưng ngày hội đáng nhớ và được du khách quan tâm nhất vẫn là ngày văn hóa Việt Nhật. Đây là một cái lễ hội rất có giá trị, rất có ý nghĩa đối với lại bản cư dân của Hội An, và cái giao lưu tạo ra một cái giao lưu giữa văn hóa giữa hai đất nước, và một cái sự đồng cảm về văn hóa đó cũng như về quan hệ của hai đất nước, của Nhật Bản và Việt Nam, và đặc biệt là cư dân Hội An. Chúng tôi rất tự hào là về được có một sự tổ chức giao lưu như thế này, và cái sự giao lưu này nó mang ý nghĩa rất lớn, nó mang lại cái tính cộng đồng, cái tính kết hợp và cái tính văn hóa của hai dân tộc xích lại gần nhau. Thật ra em là người Hội An, nhưng mà đây là lần đầu tiên em tham gia lễ hội thì em rất là mọi người rất là nhộn nhịp, nhà người kéo đi nườm nượp luôn á. Mà em thấy rất là vui khi mà có những cái xe hoa họ đi quanh phố như thế này. Và em thấy rất là Hội An của mình đó, cũng có những cái ngày lễ như thế này mà có thể cho mọi người đoàn kết lại, hai nước thân thiết lại với nhau, thì em nghĩ là cái điều này sẽ phát huy trong tương lai. Có thể nói ngày hội văn hóa Việt Nhật thu hút du khách bởi tính đa sắc và thân thiện của nó. Trong đó, điểm nhấn ẩm thực trong lễ hội có lẽ phải nói đến những món ăn Nhật Bản do một nhóm nghiên cứu sinh văn hóa Nhật Bản thực hiện bên bờ sông Hoài. Theo bản thân em thì gu người Nhật và gu người Việt nó khá là giống nhau, bởi vì từng chi tiết trong món ăn và cái sự tinh túy trong cái món ăn và trong cái cách làm về gọi là cái nghệ thuật về ẩm thực thì nó là gần với nhau. Tuy nhiên người Nhật là người ta nó tỉ mỉ về từng chi tiết nhỏ hơn là người Việt Nam mình, cho nên đó là ở đây thì cái món Nhật này nó phù hợp với lại giới trẻ nhiều hơn. Ngày hội giao lưu văn hóa Việt Nhật tại Hội An diễn ra trong vòng 72 giờ đồng hồ nhưng đã để lại dấu ấn khó phai cho du khách. Có thể nói rằng tuy không bị phủ bóng về mặt văn hóa, nhưng giữa Việt Nam và Nhật Bản có những nét tương đồng về tâm hồn, về khả năng chịu đựng và độ tinh tế trong ẩm thực. Có lẽ những yếu tố này khiến cho ngày hội Việt Nhật trở nên hùng vía và sâu lắng hơn. Bưởi da xanh trồng ở xứ dừa Bến Tre hiện đang là mặt hàng bán rất chạy trên thị trường. Thương lái vào tận nhà vườn để thỏa thuận giá và họ bao tiêu hết cả vườn bưởi. Bưởi xanh tốt cũng nhờ năm nay có mưa nhiều và nước ngọt về sớm, nên vườn cây trái ở Bến Tre phục hồi nhanh sau những đợt hạn mặn kéo dài mấy năm trước. Ông Huỳnh Văn Tâm, một nông dân ở huyện Dòng Trơm cho biết. Rồi năm 2016 bị nước mặn xâm nhập á, thành ra thử cây trái nó bị thiệt hại trên 70%. Hiện nay rồi trồng lại nó mới vừa cũng có số nào còn lại nó phục hồi rồi cũng thật là tốt. Rồi trồng lại mới vừa tái thiết lại nó cũng thấy cũng đỡ cũng khá. Ví dụ năm nay có mưa nhiều quá, hy vọng là nước nó không còn mặn nữa. Bà Rỡ thì nói rằng cây dừa thì còn kém trái. Như là dừa mấy năm về trước nó bị nước mặn á, rồi năm nay nó bị treo trái lắm, trái ít. Tiếng là phục hồi sau hạn mặn, nhưng với cây dừa thì khi gặp mưa nhiều, dừa sẽ bị no nước nên giảm số lượng trái đậu. Còn với bưởi da xanh thì mấy năm trước gặp hạn mặn kéo dài, ai cũng tưởng phải mất vài mùa mới khôi phục lại năng suất bưởi. Nhưng rồi có lẽ đất đai Bến Tre hợp với giống bưởi này nên chỉ mới một năm đi qua mà vườn nào cũng triệu trái. Ông Huỳnh Văn Tâm nói tiếp. Tình trạng ăn trộm bữa có giá này thỉnh thoảng họ cũng bị mất trộm
mất tạm thường thiên luôn á. Nhà vườn phải tối phải canh giữ chứ, chứ không là mất tạm á. Năm nay rổ cây ra đây là cây chủ lực là bưởi da xanh với lại là cam, cam thành là bán có giá, trúng mùa nữa. Bưởi da xanh hiện giờ giá cũng khá, 55.000 một ký á. Cái dừa, dừa đây là dừa Kim Thanh á, cũng có xuất khẩu rồi này nọ, cũng khá giá lắm, tầm mấy chục ngàn chục dừa, dừa gì thêm á. Cam, chanh đồ cũng đỡ chứ không tệ. Ở Bến Tre mình cây trái năm nay cũng đỡ chứ không tệ. Bưởi ở đây là bao nhiêu có bao nhiêu mà cũng là cung cấp cho thành phố hết trơn. Thương lái mua là bao nhiêu cũng mua hết chứ không có cái nào ế hết trơn, bán được lắm. Loại 1, loại 2, loại 3. Loại 1 thì 55.000, loại 2 thì 40.000, loại 3 thì hai mấy 30.000. Nhà vườn Bến Tre hiện sống khỏe từ nguồn huê lợi cây trái. Bà Rỡ nói rằng dừa đang hút hàng lắm. Chục 12, chục 12. Tùy theo đợt thì 100, rồi 120. Nay nghe nói tới 140, 50 nhưng mà cái này không có dừa. Nên không có dừa bẻ nữa. Nó cái số lượng thì nó giảm hơn. Nó trái ít lắm. Mấy năm trước thì nước mặn cái ảnh hưởng tới thời tiết tới bây giờ luôn á. Xứ dừa Bến Tre đang hút dừa nên giá bỏ sỉ tại nhà vườn tăng nhanh. Nông dân nơi đây nói rằng chừng 2 tháng nữa là vào mùa thu hoạch dừa ở những nhà vườn chuyên trồng dừa cho các nơi làm kẹo dừa, bánh tráng dừa, dầu dừa. Khi ấy, nông dân Bến Tre sẽ rủng rỉnh thêm hầu bao, bù lại cho mấy mùa trước phải gánh chịu hạn mặn kéo dài. Và sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin quốc tế. Các lực lượng Hàn Quốc và Mỹ hôm 21 tháng 8 bắt đầu các cuộc tập trận quân sự với các tình huống giả định do máy tính lập trình giữa căng thẳng với các chương trình vũ khí hạt nhân của Bắc Hàn. Và trong khi đó có tin nói rằng Bình Nhưỡng đã thu về hàng triệu đô la hàng xuất khẩu, làm dấy lên nghi ngờ về tác dụng của các lệnh trừng phạt. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết các cuộc tập trận chung Uchi Freedom Guardian hoàn toàn mang tính phòng thủ, không nhằm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Các cuộc tập trận Mỹ-Hàn Quốc kéo dài đến ngày 31 tháng 8 và bao gồm các tình huống được lập trình, chuẩn bị cho cuộc chiến với Bắc Triều Tiên có khả năng sử dụng hạt nhân. Hoa Kỳ cũng nói rằng những cuộc tập trận này mang tính tự vệ. Bắc Triều Tiên xem những cuộc tập trận này là nhằm chuẩn bị xâm lược và Bình Nhưỡng đã bắn tên lửa, thực hiện các hành động khác, bày tỏ sự tức giận trước các cuộc tập trận quân sự trước đây. Trung Quốc, đồng minh chính của Bắc Triều Tiên và là đối tác thương mại, đã yêu cầu Hoa Kỳ và Hàn Quốc không tiến hành tập trận. Nga cũng đã yêu cầu ngừng các cuộc tập trận, nhưng Hoa Kỳ không thoái lui. 10 thủy thủ bị mất tích và 5 người bị thương sau khi một tàu khu trục Hoa Kỳ va vào một tàu chở dầu ngoài khơi Singapore rạng sáng ngày 21 tháng 8, gây thủng mạn tàu chiến Mỹ và nước tràn vào khoang lưu trú của thủy thủ, theo Hải quân Hoa Kỳ. Tàu khu trục có tên lửa dẫn đường USS John McCain và tàu chở dầu Onyx MC va vào nhau khi tàu chiến Hoa Kỳ đang hướng đến Singapore theo lộ trình thăm viếng hải quân thông thường. Đây là lần thứ hai tàu hải quân Mỹ gặp tai nạn trong vùng biển châu Á trong vòng chưa đầy 2 tháng qua. Reuters dẫn thông báo của Hải quân Hoa Kỳ cho biết, các báo cáo ban đầu cho thấy tàu John S. McCain bị hư hỏng ở phía mạn. Hiện tại, có 10 thủy thủ bị mất tích và 5 người bị thương. Tàu khu trục đã tự di chuyển đến căn cứ hải quân Changi của Singapore vào chiều 21 tháng 8. 4 người bị thương nhưng không quá nghiêm trọng đã được đưa bằng máy bay trực thăng tới một bệnh viện ở Singapore. Người thứ 5 bị thương nhẹ và không cần điều trị thêm. Trực thăng quân đội Mỹ cũng như Hải quân và Hải quân Singapore đang tiến hành các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ. Malaysia cũng đã tham gia vào nỗ lực cứu hộ này. Cảnh sát Tây Ban Nha hôm 21 tháng 8 bắn hạ một người mà giới truyền thông địa phương xác định là một phiến quân nhà nước Hồi giáo đã lái xe đâm vào một đám đông ở thành phố Barcelona vào tuần trước, làm 13 người chết. Cảnh sát hiện chưa cho biết danh tính của người đàn ông này, chỉ nói rằng ông ta dường như đã đeo một chiếc đai chế thuốc nổ trong vụ việc ở Subirats, một thị trấn gần Barcelona. Truyền thông Tây Ban Nha, trích các nguồn tin của cơ quan điều tra cho biết, cảnh sát đã bắn chết Younes Abu Yacoub, 22 tuổi, chạy trốn từ ngày 17 tháng 8, sau khi lái xe với tốc độ cao, lao vào đám đông trên đại lộ Las Ramblas, nổi tiếng của Barcelona. Nhà nước Hồi giáo tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Cảnh sát cho biết trên trang Twitter chính thức rằng, nghi can dường như mang đai chứa thuốc nổ và đã bị bắn quỵ, nhưng không cho biết rõ rằng nghi can đã chết hay chưa. Hoa Kỳ sẽ ngừng cấp tất cả các thị thực không di dân cho công dân Nga từ ngày 23 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9.
Đại sứ quán Mỹ tại Moscow nói, động thái này nhằm đáp lại việc chính phủ Nga buộc Mỹ giảm số nhân viên ngoại giao của Mỹ tại Nga. Đại sứ quán Mỹ cho hay, tất cả các hoạt động xin thị thực không di dân trên khắp lãnh thổ Nga sẽ bị đình chỉ vào ngày 23 tháng 8. Các hoạt động sẽ trở lại bình thường tại thủ đô Moscow vào ngày 1 tháng 9. Nhưng các hoạt động xin thị thực tại các lãnh sự quán Mỹ ở Nga vẫn sẽ bị đình chỉ vô thời hạn. Tháng trước, Nga yêu cầu giảm số lượng nhân viên ngoại giao Hoa Kỳ làm việc tại Nga từ 755 xuống còn 455 người vào cuối tháng 8. Hành động này được Moscow giải thích nhằm đáp lại lệnh trừng phạt mới của Hoa Kỳ. Một công trình nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học trực tuyến Nature trong tháng này khiến thế giới sửng sốt. Các nhà khoa học có thể chỉnh sửa một đột biến gen di truyền ở phôi người. Thành tựu đột phá này nhanh chóng bị tăng nhiệt bởi một thắc mắc về đạo đức liệu có dẫn đến việc tạo ra những đứa trẻ theo thiết kế. Mời quý vị theo dõi tường trình sau đây. Một điều các nhà khoa học nói rất rõ, chỉnh sửa gen người vẫn còn một chặng đường dài vì chúng ta chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra khi phôi có gen được chỉnh sửa thật sự phát triển thành một con người. Có nhiều điều quan trọng mà chúng ta chưa biết và phải mất nhiều năm mới hiểu được. Chúng ta chưa thật sự sẵn sàng để bắt đầu công việc này. Vấn đề đạo đức, những điều chưa biết vẫn còn là những câu hỏi lớn. Sau những nỗ lực tương tự bị thất bại ở Trung Quốc, các nhà khoa học tại Đại học Y và Khoa học Oregon áp dụng phương thức khác. Đó là tìm cách sửa một gen hỏng trong phôi người vào thời điểm thụ tinh. Tinh trùng được hiến tặng bởi một người đàn ông mà các nhà khoa học biết có mang gen đột biến gây bệnh tim di truyền. Tinh trùng được đưa vào trứng người cùng với một phân tử có chức năng như một chiếc kéo, cắt gen nhắm vào đoạn gen bị hư trong ADN của người đàn ông. ADN người là một chuỗi gen dài và chiếc kéo phân tử này sẽ cắt ngay chỗ có đột biến. Trong số 58 trứng được thụ tinh, đoạn cắt được hồi phục trong số 42 trứng và số phôi này đã tiếp tục phát triển mà không còn gen hỏng nữa. Thí nghiệm bị ngừng lại khi phôi chỉ mới phát triển thành 8 tế bào. Cho nên nếu chúng ta nhìn vào 8 tế bào này, từng tế bào đều có chỗ sửa y hệt như nhau. Thí nghiệm này cho thấy nếu chúng ta chỉnh sửa gen từ sớm, thì các tế bào có thể hồi phục chỗ cắt và tiếp tục phát triển mà không còn gen mang bệnh, vốn đe dọa các gia đình từ đời này sang đời khác. Nhưng các nhà khoa học vẫn chưa biết liệu các phôi có ADN được điều chỉnh có phát triển thành người khỏe mạnh hay không. Luật pháp hiện hành của Mỹ không cho phép thí nghiệm lâm sàng trên người, nhưng các nước khác có luật bớt khắt khe hơn. Tiếp theo đây, mời quý vị theo dõi chương trình học tiếng Anh của đài VOA. Hello from Washington, D.C. This city has many monuments and memorials. Today, I am visiting the ones built in memory of our presidents, Washington, Jefferson, Lincoln, and Roosevelt. I want to learn more about them. Hey, watch out! Sorry, I did not see you. You were not looking. You should be more careful. Listen. Watch out. Speak. Listen. You should be more careful. Speak. I know I should be more careful, but this game is really fun. What kind of game? You have to find things that aren't really there. How can you find things that aren't really there? They are in your phone. See? I see. It's like a scavenger hunt.
That's right. I don't have time for games. I want to learn about U.S. presidents. Then you should play this game. When you find an American symbol, you win points and a fun fact about a U.S. president. I have time for this game. Here are the symbols that I caught. The Statue of Liberty for 20 points. Uncle Sam for 40 points, and the American flag for 60 points. What symbol are you looking for now? I am looking for the bald eagle. That is 100 points. It should be near the Washington Monument. This game is awesome. You ought to buy the app right now. It's called Catch Americana. Got it. Catch Americana. Thanks. Good luck. Good luck to you too. Listen. You ought to buy the app. Speak. Listen. Got it. Thanks. Speak. This is the Jefferson Memorial. I know that Thomas Jefferson signed the Declaration of Independence. Now, where is that symbol? Here it is, my first one. It's an American flag. I won 60 points. An American flag works well for Thomas Jefferson. I see lots of American flags on Independence Day. Where is my Jefferson fun fact? In his lifetime, Thomas Jefferson wrote about 19,000 letters. I did not know that. Where is the next symbol? Welcome to the Voice of America's Newswords. Today's newsword is not something you speak. It is. The 2015 Oxford Dictionary Word of the Year is hard to define. It is even harder to pronounce. That is because it is not even a word at all. It is an emoji. This is the first time that an image has won this award. An emoji is an image that shares a feeling, mood, or thought. Named Tears of Joy was the most used emoji in 2015. Now, when you see the word, you will know what this newsword means. Cảm ơn quý vị đã theo dõi tin tức của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Các chương trình radio, video của chúng tôi trên voatiengviet.com có thể xem dễ dàng khi dùng trình duyệt Opera, trang Facebook VOA Tiếng Việt, kênh YouTube VOA Tiếng Việt Video hoặc qua các thiết bị di động với ứng dụng VOA miễn phí trên iTunes Store và Google Play. Quý vị muốn đóng góp bài viết cho VOA Việt ngữ, xin gửi về địa chỉ voabanlambao@gmail.com. Anton xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần sau.